Hello mọi người à, có hai câu hỏi mà trong các cái comment cũng giống như rằng là trong các inbox của mình à, hôm nay mình tổng hợp lại mình chia sẻ cho mọi người đó là uh, visa của Việt Nam qua Canada quá cảnh ở nước nào thì được và cái câu thứ hai đó là được đem bao nhiêu tiền đi qua hải quan của Canada và Việt Nam thì uh, câu hỏi thứ nhất trả lời cho câu hỏi thứ nhất là đối với trường hợp mà anh chị đi tới các cái nước như là Nhật Hàn hay là quá cảnh qua thổ Nhĩ Kỳ hay quá cảnh qua Mỹ với điều kiện anh chị không phải ra khỏi sân bay thì anh chị bất kỳ chuyến bay nào mà nó cho các bạn quá cảnh vô đó miễn là các bạn không ra khỏi sân bay là các bạn bay đi, đi tiếp tục được nha chứ mà các bạn ra khỏi sân bay là các bạn vào lại không được thì lúc đó gọi là bất hợp pháp rồi thì các bạn không thể tiếp tục cái hành trình của mình cho nên lời khuyên của mình nếu mua vé máy bay đi qua bên Canada từ Việt Nam thì chỉ ở tại trong sân bay và chờ đến cái giờ bay lại. Cái thứ hai là được phép mang bao nhiêu tiền thì theo mình được biết phép mang khoảng 5 ngàn. Còn lại bao nhiêu các bạn nhớ trong thẻ hết đi. Rồi qua bên đây các bạn bạn ca nhưng nhớ là cái thẻ của mình là phải có cái chữ GCB hoặc là Visa. Thì khi các bạn mở thẻ thì các bạn phải hỏi là ngân hàng á. Thì uh, tôi qua bên Canada có cà được hay không? Thì tất cả bao nhiêu các bạn nhét vào trong đó hết được không? nên là thẻ nó rất là tiện lợi. Nhưng à, nó có một cái là như này các bạn phải chấp nhận bị chạt một khoản phí 1 tới 2% khi các bạn cà. Cái đó không có làm bao dễ nếu tí tí xíu siêu à. Nhưng mà khi mà lỡ cần tiền thì các bạn không xoay ra được. Mọi người à, hãy chia sẻ những video giống như thế này để cho những anh chị bắt đầu và những anh chị nào chuẩn bị qua Canada để có những cái thông tin cụ thể như là những người giống như Vũ đang sống ở tại Canada và mọi người có thể comment thêm ý kiến của mọi người Vũ xin cảm ơn và hẹn gặp lại bye bye